Năng suất chè ở Lào Cai còn thấp, bình quân mới đạt 76,3 tạ trên 1 hecta, bằng 71,6% năng suất chè bình quân của cả nước. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiềm năng phát triển chè tại các địa phương trong tỉnh còn rất lớn. Tuy nhiên, việc phát triển vùng chè khác nhau, một số địa phương thuận lợi mở rộng diện tích như Mường Khương, diện tích chè tập trung đạt gần 5.000 hecta, chiếm 67% toàn tỉnh. Tuy nhiên, tại huyện Bát Sát, việc phát triển mới vùng trồng gặp khó khăn Hết năm 2022, Bát Sát có gần 210 hecta trẻ, giảm tới gần 350 hecta so với năm 2020. Tại Bảo Yên, diện tích chè cũng giảm mạnh do những năm gần đây giá trị sản phẩm quế tăng cao. Vì lợi ích trước mắt, nhiều hộ dân trồng sen quế với trẻ hoặc chặt bỏ trẻ để trồng quế. Năm 2025, Lào Cai phấn đấu nâng tổng diện tích chè lên 8.420 hectare, năng suất bình quân đạt 86,37 tạ 1 hectare.